Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Xẹp Đua 8. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu cho các bác đó là một xẹp đua nhá. Thì ngay trước mặt các bác thì đây là một con Cheater Thunder bản Fushimono 1.5/R7000. Nó là một cái mẫu xẹp đua đang bán rất chạy ở soi trong thời gian này. Thì hiện tại thì trước em cũng đã làm cho các bác mấy clip về giao hàng con Cheater Thunder này đấy, vì nó lại được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích cái mẫu này luôn. Đặc biệt cái ghi đông con này nó làm nhôm đúc liền, nhưng mà nó làm một mình nhìn vào thì nó rất là chắc chắn luôn. Thì cấu hình con này nó là khung carbon 18K cạn carbon luôn, và group của nó là full siêu nó 15/7000 nhá. Hiện tại mẫu này thì hiện tại soi nó bán mức giá nó 18 triệu và cái mẫu này đang còn số lượng rất là ít, nên em quay cho các bác cái clip để thông báo luôn cho các bác đó là con này nó cũng không còn nhiều, cho nên là các bác nào đang tham mua hàng thì hãy nhanh tay đặt hàng trong thời gian này nhá. Đặc biệt chương trình khuyến mãi với em thì vẫn đang có đầy đủ những cái chương trình rất là hấp dẫn nhá. Còn khuyến mãi gì thì các bạn liên hệ ngay số thọ hotline 0933 522 176 hoặc 0936 307 117 như là để nhận được cái mức giá ưu đãi hấp dẫn nhất khi hàng và để giải đáp tất cả thắc mắc của các bác nhá. Đường link bộ xe này em sẽ để ngay bên dưới để các có thể vô tìm hiểu kỹ hơn chi tiết bộ xe nhá. Còn bây giờ thì em sẽ quay cho xem chi tiết cận cảnh bộ xe xem có gì đặc biệt nhá. Đầu tiên thì khung này được thiết kế ra khung carbon 18K, như em cũng vừa giới thiệu cho các hồi lúc nãy đấy. Đấy, đường xe của nó, những cái đường cong nó làm rất là mịn màng luôn, sơn thế tem Cheater làm rất là chuẩn, dày điên sườn. Đùi đĩa 1.5 mặt đường 7.000, đĩa sẽ gồm cho mình tới hai đường đĩa, trục giữa là trục rỗng, và cái trục rỗng này các bạn nhìn ngay phần bên đại diện bên trái nhé. Đấy. Và khu đề trước đó siêu nó 1.5 bản R7000, cỡ đĩa là cỡ 53x39T nhé. Đấy. Và tiếp theo phần nip vào của đế sau, của đế sau là Shimano 1.5 và 1.000 nip đó, xích nip của nó là xích nip Shimano nhé. Mayer ra trục vách và quá nhanh, vành là vành nhôm hai lớp và nan hoa diệt nhé, nan hoa xé gió đấy, được căn chỉnh cách rất là chuẩn tới 98-99% và cực kỳ là căng luôn. Và sóng lốp con này là sóng lốp Ultra Sport, là một cái thương hiệu của sóng lốp rất là cao cấp và cỡ là 725C. Cặp phanh của nó đó, cặp phanh Shimano 1.5 và R7000 và cọc yên carbon, yên là yên dao mềm Cheater. Ghi đông của con này được thiết kế là hợp kim nhôm đúc nhé, ghi đông vô tăng làm liền luôn đấy. Đó nhìn này, cái một cách cực kỳ là chắc chắn luôn, nhìn rất là hầm hố nhé. Và tay đề hai bên đó, tay đề nắp siêu là 1.5/7000, cách nhận biết thì các con đặt mình cao su vào đây để kiểm tra đấy. Đi Japan nhé. Và tem Cheater của đề của khánh trước và siêu là 1.5/7000 cả carbon của Cheater đấy. Và nhôm hai lớp năm hoa trước cũng xe gió bay ở đấy chưa bách mà nhanh. Và đây là cái cấu hình con Cheater Thunder bản full Shimano 1.5/7000, một cái phiên bản đang được bán rất là chạy ở xe đua tầm trung này đấy. Đường link bộ xe sẽ để ngay bên dưới để có thể vô tìm hiểu kỹ hơn về những cái màu xe là các bác yêu thích cũng như là xem chi tiết hơn về bộ xe này nhé. Còn để đặt hàng thì các con liên hệ ngay số hotline 0933 522 176 hoặc 0936 307 117 để nhận được ngay cái mức giá ưu đãi hấp dẫn nhất khi đặt hàng các bác nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã coi video này của em. Xin chào các bác.